Nhắc đến nghệ sĩ Bảo Quốc, chắc hẳn khán giả của nước nhà sẽ chẳng thể nào quên được một nam diễn viên gạo cội của sân khấu hài kịch Việt Nam. Ông nổi tiếng qua những vai diễn như vai Trương Hầu trong vở Tiếng Trống Mê Linh, vai chính trong vở kịch Con Ma Nhà Họ Hứa, vai Bùi Kiệm trong vở Kiều Nguyệt Nga, vai Hai Xiên trong vở Bàn Thờ Tổ Một Cô Đào, vai Y Sì Ke trong Bóng Tối Và Ánh Sáng v.v. Với tố chất nghệ thuật bẩm sinh và khả năng diễn xuất đa dạng, nghệ sĩ Bảo Quốc chính là một trong những người đầu tiên khởi xướng và phát động phong trào tấu hài trong chương trình Tiếng Cười Sân Khấu vào thập niên 1980 và cũng là lớp diễn viên đầu tiên của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trên đài truyền hình Sài Gòn những thập niên 1990. Có thể nói trong 60 năm gắn bó với sân khấu nghệ thuật, nghệ sĩ Bảo Quốc đã cống hiến hết mình để có được sự yêu quý của khán giả như ngày hôm nay. Ba. Tới rồi đó ba. Tới hàng cọp rồi nghe con. Ba. Ba đừng có nói vậy mà ba. Ba nhớ ba nói vô dùm với thiếp Tư dùm con nha ba. Bắt đầu vô nha. Dạ. Từng bước thăm vô nhà con quý cái. Nghệ sĩ Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc, ông sinh năm 1949 tại Tây Ninh và là người con thứ 6 trong gia đình có 10 người con. Bảo Quốc có cha là Lư Hoàng Nghĩa, tức Nam Nghĩa, là một nghệ sĩ cải lương có tiếng tại miền Nam thời bấy giờ. Mẹ là bà Nguyễn Thị Thơ, chủ đoàn cải lương Thanh Minh và chị gái là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Nga. Vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống về cải lương nên nam nghệ sĩ cũng bén duyên với cải lương từ rất sớm. Đó là vào năm 1958, khi đó Bảo Quốc mới được 9 tuổi, vì một lời khích bác của người cha mà ông chấp nhận thế vai trong vở Người Vợ Không Bao Giờ Cưới. Nhớ lại, nghệ sĩ Bảo Quốc nói, lúc bấy giờ, đêm nào tôi cũng ngồi trong cánh gà xem vở Người Vợ Không Bao Giờ Cưới của soạn giả Kiên Giang do chị Thanh Nga đóng vai Phạ Ca. Khi đó có vai Mộng Hùng do một cậu cùng trang lứa với tôi lúc đó, tên là Hữu Nghĩa, con của nghệ sĩ Vinh San, là nghệ sĩ của đoàn đóng. Vài ngày sau cậu ấy ngã bệnh, vé đã bán hết rồi, mà vai nhỏ thì rất khó tìm người thế. Ba của tôi khi đó hỏi tôi có thể thế vai diễn này được không, vì Hữu Nghĩa diễn rất hay, còn con là con của ba, vậy con có thể diễn được không? Bấy giờ, tuổi còn nhỏ háo thắng, tôi trả lời là dư sức diễn. Còn diễn hay hơn, đêm đó tôi ra diễn rất thành công, không sai gì hết. Dùm tôi xin lỗi chị, dạ. Tôi thương hai đứa đó, rồi ai thương tôi. Thôi cùng chị cũng đừng có nóng quá, dạ tôi lỡ tôi nóng rồi mới xảy ra chuyện này, dạ chị thông cảm dùm tôi. Trời ơi, trời tôi nguội hả? Tôi cũng mặn quả mà, sơn đầu quả nghe chưa? Chuyện như vậy mình bị bỏ qua là bỏ qua sao? Bả thêm hai cái nanh nữa là con quỷ, tao nói mày rồi. Sau khi diễn và diễn đầu tiên trong đời, niềm vui chưa kịp lan tỏa hết thì nỗi buồn đã ập đến. Giọng nghệ sĩ Bảo Quốc chợt trùng xuống vì xúc động. Ông nhớ lại, căn bệnh lao phổi thời kỳ cuối đã cướp đi sinh mạng của ba tôi sau một tuần. Ba thấy tôi diễn vai Mộng Hùng, ba luôn kỳ vọng tôi sẽ là một kép chính và thành danh như chị ba Thanh Nga. Ông mất đi để lại cho tôi một nỗi trống trải lạ kỳ. Tôi càng thấm thía những lời ông khuyên nhủ khi còn sống và quyết tâm học nghề để không phụ lòng mong mỏi của ông. Nghệ sĩ Bảo Quốc nói rằng ông rất may mắn khi bước chân vào nghề, lại được diễn cho đoàn của gia đình. Ông không phải đóng vai quần chúng, dù là vai phụ nhưng có diễn xuất và có ca chứ không phải là một vai mờ nhạt. Rồi ông chịu khó tự học hỏi thêm từ các nghệ sĩ đi trước trong đoàn. Một lần được giao cho làm kép mùi với vai Hiệp sĩ Mù trong vở cải lương Hiệp sĩ Mù, nghệ sĩ Bảo Quốc đã đạt ngay huy chương vàng giải Thanh Tâm dành cho diễn viên chuyển vọng vào năm 1967 khi ông mới được 18 tuổi. Dốc hết tình này ta chả nỡ đâu. Dốc hết tiền nhà ta chả nỡ. Tất cả tiền lương trả nợ không thua. Đoạt giải Thanh Tâm nên ai cũng nghĩ Bảo Quốc sẽ gắn bó cả đời với nghiệp cải lương. Thế nhưng định mệnh đã khiến ông bước hẳn sang nghề diễn hài một cách tình cờ. Đó là vào năm 1972, thời kỳ cải lương Sài Gòn lao đao vì cơn lốc phim trường hoành hành. Thâm vào đó là đoàn Thanh Minh tạm ngừng một thời gian nên nghe lời chị gái là nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, Bảo Quốc đã rẽ sang đóng hài.
Vai diễn đánh dấu sự nghiệp diễn hài của ông là vai trong vở Con Ma Nhà Họ Hứa của đoàn Lý Dạ Hương thay cho danh hài nổi tiếng Thành Việt. Từ sau 1975, Bảo Quốc trở thành cái tên hàng đầu với những thành công rực rỡ trên cả sân khấu hài và được mệnh danh là ông vua chọc cười. Nghệ sĩ Bảo Quốc có những thủ pháp gây cười rất đa dạng và sinh động. Ông có thể đóng nhiều vai, dù là vai giàu hay nghèo, tốt hay xấu, trí thức hay bình dân vân vân. Những nhân vật do ông thể hiện đều toát lên vẻ duyên dáng tưng tửng, diễn mà như không diễn. Có một thời cái tên Bảo Quốc làm bảo chứng doanh thu cho các sân khấu và nhiều tác phẩm hài. Trời ơi trời, ông mà tôi tưởng nghĩ nào chứ, lâu quá mà gặp nhau. Vui. Nghe tôi ca đã không? Nghe ca đã quá, hơi hát còn ngon lành quá. Vẫn còn ngon lành phong độ phải không? Tôi hứng tôi ca theo đó phải không? Như thuở ban đầu lưu luyến ấy, tầm ngàn mấy năm hồ dễ mấy ai quên. Ngon lành nha. Ngon lành quá. Càng ngon phải không? Càng ngon. Lâu quá. Trong câu chuyện tâm tình kể lại hành lang nghệ thuật suốt 60 năm qua của mình, nghệ sĩ Bảo Quốc bồi hồi tâm sự. Đối với Bảo Quốc, cải lương đã trở thành máu thịt. Chưa bao giờ Bảo Quốc quay lưng lại với sân khấu cải lương. Ngày nay, nhìn thấy cải lương đang ngắc ngoài, Bảo Quốc rất đau lòng khi cải lương gặp khó khăn. Vì muốn tiếp tục gắn bó với sân khấu, với nghiệp tổ, Bảo Quốc đã chuyển sang đóng kịch. May mắn là thành công và được khán giả yêu mến. Nhưng mỗi khi có dịp quay lại với sân khấu cải lương để tham gia dù là một vai nhỏ, Bảo Quốc đều luôn trân trọng nghệ thuật này. Không chỉ chia sẻ về sự nghiệp, nghệ sĩ Bảo Quốc còn rất hài lòng khi kể cho mọi người nghe về gia đình của ông. Ông kết hôn cùng vợ là bà Thu Thủy, khi bà mới 17 tuổi, ông 20 tuổi. Hai ông bà có 4 người con và ông đã có chất. Mặc dù cuộc sống có những lúc khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn gắn bó yêu thương. Nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ rằng hơn 50 năm sống chung, ông chưa bao giờ thấy hổ thẹn trước vợ với những mối quan hệ với phụ nữ. Ông có một thói quen rất đặc biệt, đó là quay xa đến mấy ông cũng về nhà ăn cơm rồi lại tất tả đi quay tiếp. Đến thời điểm này, dù đã lên chức cố, nhưng thỉnh thoảng vợ chồng ông vẫn chở nhau đi cà phê, hẹn hò như hồi mới yêu. Bản thân nam nghệ sĩ cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống vì có được những thành công trong nghề, được vợ và các con luôn yêu quý, ủng hộ. Nàng mới nhìn tôi, lúc đó tôi mới cởi áo ra. Cởi áo ai? Áo của tôi. Thì áo của tôi mới cởi ra rồi bắt đầu mới làm chuyện khác được chứ. Tôi cởi tiếp đi. Đó tôi cởi áo tôi ra. Xong xuôi rồi hai đứa mới nhìn nhau say đắm. Tôi mới khum xuống. Cái khum xuống giá trị. Tôi khum xuống tôi cởi đôi giày tôi ra. Nhiều năm qua, nghệ sĩ Bảo Quốc định cư cùng vợ tại Mỹ. 4 người con của ông có 2 người ở Mỹ, 2 người vẫn ở Việt Nam. Thỉnh thoảng ông lại về Việt Nam thăm con cháu và diễn hài hoặc làm ban giám khảo cho một số chương trình truyền hình thực tế. Vào tháng 3 năm 2016, nam nghệ sĩ phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở gan. Sau ca phẫu thuật, ông hạn chế đi diễn hơn. Dù ở Mỹ vẫn có rất nhiều lời mời diễn hài vào cuối tuần. Tết năm 2018, sức khỏe của nghệ sĩ Bảo Quốc đã ổn định, ông vui vẻ đón Tết cùng con cháu và người thân. Có thể thấy rõ ràng những gì nghệ sĩ Bảo Quốc gặt hái được là hoàn toàn do sự nỗ lực không biết mệt mỏi qua những bài học hàng đêm sau cánh gà của ông. Giữa những ngôi sao rực rỡ nhất của làng sân khấu Việt Nam thời đó như Phùng Há, Nam Châu, Ba Vân, Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thành Được, Hữu Phước, tưởng rằng nghệ sĩ Bảo Quốc sẽ khó có thể bật sáng, nhưng ông vẫn tìm được một lối đi riêng cho mình để có chỗ đứng. Nghệ sĩ Bảo Quốc không bon chen trên con đường nghệ thuật, lúc nào ông cũng nở nụ cười, luôn cố gắng làm tròn vai trò của mình và hỗ trợ những đồng nghiệp khác. Ông luôn được khán giả và đồng nghiệp thương mến.